Xin chào, em tên là Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Năm nay em 20 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Một ly thủy tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài? Cắm ống hút. Năm hoa hậu đại diện cho vẻ đẹp thập kỷ hương sắc là ai? Dạ, Đỗ Mỹ Linh, Trần Tử Vi, Thúy An, Kiều Loan, nhớ được 4 người à? Nếu có một quả dưa hấu hoặc quả mít rơi xuống đầu bạn thì cái nào đau hơn? Dưa hấu, quả nào cũng đau. Hoa hậu Trần Tiểu Vy diện váy kiểu gì lúc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020? Body, đuôi cá. Ai trên đời cũng có ước mơ. Vậy ước mơ của gấu trúc là gì mà nó không bao giờ nó thực hiện được? Gấu trúc đi ngủ hả? Có một đàn chim đậu trên cành, người thợ săn bắn cái rầm, hỏi chết mấy con? Dạ 15. Tại sao? Em đã được mắt trước. Bạn hãy đọc nhanh và gõ câu tiếng Anh sau. Butter, bitter, but a bit of bitter. Butter will make me butter, better. So it was better, Betty. Butter, but a bit of better, butter. Từ. Hoa hậu Việt Nam đầu tiên là ai? Chúng tôi vừa nhận được một đơn nạc danh tố bạn thiếu trung thực và ban tổ chức quyết định loại bạn khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Em sẽ đi tìm hỏi ban tổ chức là em sẽ bị tố về vấn đề gì. Em sẽ chứng minh và đưa ra những bằng chứng, như là chứng cứ để chứng minh là mình không thiếu trung thực. Cuộc sống của ai dễ dàng hơn, đàn ông hay phụ nữ? Theo em thì cuộc sống của người đàn ông dễ dàng hơn. Bởi vì phụ nữ từ xưa đến nay, từ lúc chiến tranh và đến lúc hòa bình, thì phụ nữ luôn có nhiều trọng trách hơn là đàn ông. Thế em nghĩ là từ việc bếp núc trong nhà, việc chăm sóc con và lẫn cái việc đi làm ở ngoài thì phụ nữ luôn phải gánh một phần nặng nhọc hơn. Phụ nữ đã là cá thể yếu hơn so với đàn ông, thì nghĩ họ sẽ luôn chịu nhiều thiệt thòi hơn. Trong suốt quá trình thi thì phần thi mà khiến em cảm thấy ấn tượng nhất chính là hoạt động nhân ái. Theo em nghĩ đó là một hoạt động rất là ý nghĩa và mang hoạt động của em, dự án của nhóm em là Đường Tới Tương Lai, mang sách đến cho các em nghèo ở trên Bình Phước. Thì khi mà nhìn thấy khoảnh khắc và khi thấy các em nhận những quyển sách, cái ánh mắt các em cười hay là những cử chỉ mà các em nhận sách thì đều để lại trong em một cái cảm giác khó tả. Em cảm thấy nếu như mà những dự án như thế này được lan truyền và truyền thông rộng rãi thì em nghĩ đây sẽ làm điều rất là tốt. Đừng quên truy cập jan.vn/hoa hậu Việt Nam 2020 để cập nhật những thông tin mới và hot nhất của chương trình nhé.